Đây là bánh lọt qua đậu huyết. Thì đó mình làm bánh lọt lá dứa nhưng mà không có lá dứa. Rồi giờ mình làm qua đậu huyết luôn. Dạ. Bỏ nước đá mới chế nước cốt được đường không mày? À. Ốc bỏ đá không? Đường nữa ngon quá, hấp dẫn quá. Mẹ, mẹ của mẹ, mẹ ít thôi rồi phải bỏ thêm nữa nha. Này do tươi nắng ăn này ngon nè. Để của em để chút xíu em tự múc nha hai. Lá dứa mà chợ bán hoài à. Nào có lạc ha, cái bột người không có hả? Hồi xưa người ta làm hàng the chứ giờ không làm hàng the thì nó không có dài bằng có hàng the hay không? Con chưa ăn mà. Phải không? Để thử đi. Con chưa ăn hồi xưa sao con biết mẹ nói con vậy? Mà bảy bình luận với mẹ. Khánh còn nhỏ quá không biết. Dạ, ăn bột kia thì mì mèo à. Thấy ăn đó dễ quên nè. Cái này dai. Dai thì có bột năng hả? Mời tất cả các bạn nha. Giờ mình ăn. Nước đá nữa, vô nó lạnh lạnh, nó ngọt ngọt, nó béo béo à, ăn ngon, ăn bắt vậy đó. Ăn nước cốt dừa mà mọi bảy nó để miếng muối đó. Ăn mặn mặn chứ có đường ngọt ngọt. Ngon ha. Ừ. Ngon vừa ăn. Đây là cái bánh lọc qua đậu huyết này á, nó không có thơm mùi lá dứa. Nhưng mà mình nghe nói á là cái nước màu xanh này của bông đậu huyết á, nó trị được nhiều bệnh, nó ngăn ngừa nhiều bệnh. Vậy với lại nó lão quá, ủa nó chấm lão quá. Ăn không già. Ừ, ăn không già. Ngày nào cũng phải ăn nó làm cho tẻ. Ăn tẻ mãi không già luôn á. Trường sinh bất tử. Ta hai bông mới vô. Nó tầm bởi ly thường bà thì 9 bông, thì ông thì 7 bông. Mà sáng mở rồi sáng uống 7 bông, hay sáng uống 9 bông, chiều uống 9 bông, mà ngày nào uống vậy uống cái người mình nó trẻ lại, cái gương mặt mình nó, cái da mặt mình nó trẻ là đẹp lắm á. Ví dụ như người 10 bông thì sao? 10 bông nó thì nó có gì nếu quá, nó quá liều. Nó đảo ngược rồi. Chứ con phải ăn thêm ly nữa. Hay như làm 30 bông ăn dễ trẻ. 30 bông ăn dễ nè. Giờ con bé rồi chưa à, mấy bà chuyên môn người ta uống bông này á, là người ta phải canh vậy á Út. Người ta canh ba người chuyện là uống 9 bông, là uống 9 bông đừng bà mà. Em về em tặng gì nhiều đâu, em uống thôi cho nó tẻ thôi. Để thằng trai con gái mình pha. Cái chuyện thủy thì ướt mà bảy có con không? Có. Tẻ là con trai 14. Thằng 15, 15. Cái đút người á, người ta rau ai già đút lại thành tẻ hả? Ừ. Đậu khuôn rồi nấu rồi đút lại á. Ừ. Giờ đi ra đút lại thành tay 18. Cái quả nó tươi làm tay ông gái 17. Ai kêu hả? Nãy tôi về rồi hả? Hai đứa nhỏ ngủ rồi hả? Ăn hay ăn thôi. Ăn hết đi. Bỏ cái bưng về. Hết chưa cơ vậy á? Thì em ốc nó đang dở hấp vô lại con ngủ rồi, cái mình làm xong cái mình hú qua ăn, mình ăn qua ăn miếng đi, ăn cũng không yên qua ra kìa, ốc rồi ăn cũng không yên nữa, ăn qua ra ăn miếng thì đi học không, tinh thần thì nằm bên nhà, qua ăn miếng thì đi học, lại chờ ngoài miếng đi, ăn không ăn ăn không quá, cái ly này mẹ làm cho, không quá không ăn mẹ, qua không ăn mẹ. Không ăn. Có ăn
Nghe để mót thở giữ em đó. Đâu có ngon đâu mà bà ấy ngon. Không có giữ em chứ đâu có ngon đâu. Thở giữ em gì cũng để cho Út ăn không à. Nhà cũng để dành cho Út. Giờ để cho Quy rồi. Mấy chị hai cũng để dành cho Út. Chị hai đầu của nó không à. Chị hai, chị ba gì cũng để cho Út hết hơn luôn. Út ngon nhất á. Có là nghĩ vậy. Đó, đó con Út nè. Út nè, có ngon không? Sao? Là nghèo Út chịu. Cái này con Út rồi, này con Út rồi, hai Út ngồi hai bên. Béo à. Nhiều. À. Ánh lọc qua đậu biết. Qua đậu biết. Qua. Hay qua. Ba bánh dạ, dạ. Dạ. Chè gì à? Clip của Khánh đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhấn like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Bữa nay nhà mình ở nhà bị cúp điện rồi, cái tiền đi ra chỗ mua salon thì ở ngoài đó người ta cũng bị cúp điện luôn, cho nên là nếu mà không cúp điện thì mình mượn người ta xịt giùm được, còn cúp điện á người ta không có motor người ta xịt, cho nên giờ mình về mình phải sạc lại vậy nè. Trời, cụ Long dạy quá vậy, hay cái gì vậy? Giật cái đống miệng cái thật á, chỉ chắc nó ngậm gì trong miệng đó mẹ ơi. Đây nè. Khủng long. Mấy cái con này nó nằm nó ngủ hay hả họng vậy đó. Cho nên á có cái gì rớt cửa họng nó là nó ngậm miệng lại, bởi vì bây giờ mẹ gặp mẹ quên mẹ không biết mà tưởng đâu sợ chết. Nó ngủ á. Nó ngủ nó. Nó hả vậy nè. Dạ. Nó hả họng ra. Nó hả họng ra mẹ. Chứ không có chết. Mình đụng nó cái ngậm miệng lại à. Nè. Kẹp cái họng. Kẹp tay vô họng luôn. Mẹ để vô sợ. Để vô ơi. Nè mẹ, rửa nó vậy nè mẹ. Rửa nó vậy nè. Vậy nè là nó ra sạch bùng ở trong luôn á. Mình mở mình thọc cái tay nó vô cái mình quơ quơ lại thì sạch bùng luôn á. Trời. Sạch từng con như cực khổ dữ kìa. Thôi lấy rửa mình ra. Không sạch mẹ ơi. Mình cực kỳ cực chứ mấy chú ở ngoài kia người ta cũng cực chứ lắm mẹ ơi. Mình ba cái đó nặng nhọc lắm. Mình mà nặng nhọc không nổi thì mình lo khi bằng gì ta. Hậu tường hả? Không phải. Hậu phương. Hậu phương hả? Hậu phương vững chắc thì hậu hậu phương vững chắc thì chiến tường mới làm được chuyện. Xà đá. Xà điện. Có xà đá nữa. Kìa cái cây đó nó trôi luôn hai. Đây người như lục bình trôi lên đên lên sông nước à. Để sắp đánh cái to tắt vào bờ. Cái cây ngay chỗ hai nó sắp trôi kìa. Kéo nó lại. Đừng cho nó đi. Thank you.
Nó nóng lắm bà Bảy ơi. Có con này ruột đâu hắn. Ruột hắn trong bụng hắn lắm. Giờ sao giờ. Nóng quá, nóng quá. Bà Bảy qua đây đi bà Bảy ơi. Bà Bảy qua đây đi bà Bảy. Bà Bảy nướng sò mà giục luôn cái nón lá. Hy sinh gì nghe thật. Tại vì hắn cố tình hắn ngồi đây để cho cái hướng gió nó phất vô lên bển. Phất vô lên bển là mấy chú cố gắng làm thiệt là nhanh. Nghe mùi nhiều khi làm nhanh không làm nhanh hơn bình thường nữa. Chiêu chiêu. Mười bảy là đi hướng nào là gió theo hướng đó mười bảy. Đậu phộng mười bảy ơi. Đậu phộng có cái muỗng anh xuống thì phải đậu phộng nha. Chứ để đậu phộng lên đây để không nổi rồi. Nóng lắm. Để đậu phộng dưới. Nóng quá, nóng quá. Thấy không có nghe mùi chưa ta? Không nghe ai lên tiếng đi. Sao làm thinh đó ta? Cũng ngại. Cũng ngại chứ định. Lên nhà tiền. Cũng ngại chứ. Cho mình cũng ngại chứ ha. Nóng quá. Nóng quá. Ây da, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Chết cha. Để chồng anh con này chồng anh con kia được mà đâu sao đâu. Đi sạch mà. Sạch mà mình sạch sạch rồi. Nó chơi chứ mình nướng nhà mà mình đương bưng qua tới đây nguội vậy, hết ngon à. Cái mùi này nó hấp dẫn lắm. Ăn nóng mới ngon. Nướng ở nhà thì nó không có gì. Nó không có cái kinh nghiệm bằng ở đây. Qua đi nướng cho mập quá trời luôn. Ủa nãy giờ gió hỏi hướng đó em không có nghe mùi. Mới đi bộ lên cái cầu được hả chú Bảy? Vậy mà nghe giang hồ đồn 6 tháng lận. Đúng nói nha. 6 tháng ngược lại là biết gì không? Sáng tháo. Ủa sáng tháo hả? Trời ơi, trời. Ủa sáng tháo hả? Thôi chú Bảy rồi đó. Chú Bảy dạy sử hay là dạy văn mà sao chơi chữ dữ vậy? Vậy là nó cái con nó không có khô nữa mà bạn. Vậy nó không, nó ướt hành với hút khô. Rồi con nào bỏ đậu phộng vô sánh gấp xuống. Rồi phải để vô sánh gấp xuống. Rồi còn sao ăn vậy? Thơm quá. Để nó ăn béo chút béo. Béo mà thơm nữa. Da da giòn giòn. Mình nướng nó gần xong rồi nhưng mà có điều nó cũng sắp hết than rồi. Để có mở cái bịch đi ha. Dạ. Cậu Bảy. Cậu Bảy. Mà Bảy ăn thử cho con. Mà Bảy. Nãy giờ thử ngon không? Nãy giờ mình làm mà mình chưa có thử.
mình làm là mình phải thử. Nó béo mỡ nữa. Mà vừa ăn thế mà bả. Không nhậu rượu gì á. Rượu hay bia ta? Rượu chứ không biết nữa. Cái vụ uống rượu á, hiện con được 1 ly. Con làm 2 lần. Đúng mẹ. Mẹ đâu hả? Ấm em đi được không tiện? Rồi. Sao mà không qua được? Đây đây tiền. Ai đứng đây tôi để tôi ấm nhỏ qua cho. Dạ được, không chịu đâu. Rồi. Được không tiện? Chưa phù mỏ mà có lửa, có cái quạt á, có cái bà Bảy chưa có xỉn mà bà Bảy kêu nổi lửa lên em. Nghe mùi cũng xỉn rồi chứ bộ. Mấy ông mà nguyên nói nhiều khi họ ngán biết không, nghe mùi biết họ ngán không ăn nữa. Hôm nay mình đuối à.
gặp nhậu rượu nữa xác gì không nổi. Tính đổi chắc nhậu rượu rồi, không biết rượu thôi bây giờ. Uống đi mất công đi chứ mà. Uống rượu thuốc chứ về sáng ngủ thôi vậy thể ghê luôn á. Không mệt mà nó ăn thuốc nữa. Nó không bị bệnh. Còn cái hộp sáng là không bị. Nó bảy có nhậu không mà bảy biết. Cái biết rượu nào ngon, rượu nào không ngon á. Vậy hả? Rượu lạc chú Thọt biết. Mình phải tự ngâm chứ chú Thọt mua ngoài chợ như sao mà. Mua ngoài chợ đâu có gì đâu. Cũng được, không xài, không xài. Xài cũng vô. Chứ mình ngồi đây mình ăn được được 3 con. Mà chưa uống ly nào tao. Thiệt không? 3 ly rượu á. Xạo, hồi nãy thấy 1 con mà 3 cái, 1 cái vỏ mà 3 con đây. Đây là nhiều quá. Không, con đó là mình lụm mót á, chứ đâu phải mình cố ở tình mình ăn đâu. Vậy tính ra là 5 con à. Hai con cuối cùng. Bà Bảy ơi, xong rồi. Mừng quá. Xong rồi. Mấy em nhậu chắc cũng ủa mấy ông thà làm hộ làm cầu chắc cũng làm xong. Sao? Ôi. Mừng quá. Cái chén đũa đồ sẵn rồi. Xong. Xong dưới sao? Xong rồi. Thích dọn bàn nha. Thích dọn bàn thích lên thích ngồi tước đợi à. Đây là lòng heo. Không phải. Thịt heo. Thịt heo lòng heo á, lòng heo nướng á mà phải. Dọn luôn cho mấy ông nó khỏi dọn. Ủa, không mình đổ nó ra đây đi. Mình đổ nó ra đây đi. Cái đó là để đựng rau. Dạ, cái gì đựng rau? Cái đựng rau đựng tên này đi. Anh đổ này ra đây nha. Để em trong đó luôn nha. Xong để trong đó luôn. Để trong đây không có tốt. Mình ăn trong cái này không tốt. Quá đẹp cái đây. Đỉnh nó luôn. Con thứ à. Đúng. Cái này là chú Bảy mua. Chú Bảy, chú thầy Bảy á. Thầy Bảy. Nhiều quá. Như đây sẽ nhậu xong. Như đây nhậu xong. Có mình nhậu phụ nữa mà hay yên tâm. Rồi chiếc xe gồ của mình. Kẹt ở bãi. Để dưới quá đi. Ủa? Rồi gặp sống. Để đi thả bên đó. Đó. Không có con dao để cắt dây leo nữa. Chắc chạy vô nhà hiếm bảy mượn quá. Mượn tái cũng được. Không mà lại mượn tái cắn. Gặp cắt ngắn nhậu. Ăn tới đâu cắn tới đó. Bắt đền nha.
lỗi đừng đi. Nè, để thấy gần ta cần xỉn tượng 10 tặng của mẹ đi. Bảo đảo. Yên quá chú. Mua lấy vô. Hai cái bạch trà đó đó mày. Đây, trong đây hai cái đó hết. Cái tao với mày cũng mua. Hai cái thùng nước của anh hai vậy á. Đây nè. Hai em xách quá, anh thấy em biết phải vậy không? Hai thùng của anh hai. Mày hai cái bạch trà luôn hả? Ai biết em gom không? Ai ảo tỏ. Có hai dĩa hả? Còn bên dĩa hết rồi ta mở rồi. Dạ. Vậy để bên đây cái cá bên kia cá thử. Thương thương thơm chứ. Thôi ở nhậu nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Thầy bãi chữ à? Hả? Bảo bạn thầy bãi chữ à?